Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB và các nhà hoạch định chính sách ở những nước phát triển khác đang tăng lãi suất trong ngắn hạn để kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, những động thái này có thể khiến hoạt động xây dựng bị gián đoạn và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhà ở, từ đó khiến cho lạm phát tiếp tục tăng lên trong những năm tới do giá bán và thuê nhà đều đồng loạt cao hơn. Ở Bắc Mỹ và châu Âu, lãi suất tăng cao đã ảnh hưởng xấu tới hoạt động xây dựng. Tại Mỹ, số lượng giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở tư nhân trong tháng 4 giảm tới 21,1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó, lượng công trình khởi công cũng đã giảm tới 22,3%. Bên cạnh đó, các chi phí liên quan đến nhà ở chiếm khoảng 1,3 tỷ trọng chỉ số giá tiêu dùng CPI. Những thành phố có chi phí đắt đỏ, nơi các hộ gia đình thường chi hơn 1/3 thu nhập của họ cho tiền thuê nhà, tác động của việc tăng lãi suất còn lớn hơn. Về lý thuyết, lãi suất cao hơn và đà phát triển của bất động sản chậm lại sẽ dẫn đến việc chi phí xây dựng và giá đất đai thấp hơn. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa xảy ra. Theo nhiều chuyên gia, giá đất luôn rất cao. Những người sở hữu đất thường kiên nhẫn và chờ đợi cho đến khi giá bật tăng trở lại thay vì vội vàng bán ngay. Còn tại châu Âu, số giấy phép xây dựng khu dân cư đã giảm 13% so với một năm trước đó, đồng thời hoạt động xây dựng cũng đang chậm lại. Ngoài ra, quyết định tăng lãi suất để chống lạm phát của ECB đã làm tăng gần gấp 4 lần lãi suất hàng năm đối với các khoản vay xây dựng, từ dưới 1% lên gần 4%. Chi phí thi công cao khiến cho việc kiếm lợi nhuận từ việc xây dựng cũng trở nên khó khăn hơn. Việc lãi suất tăng cao đang làm tăng áp lực chi phí xây dựng đối với các chủ đầu tư. Không chỉ vậy, người mua nhà giờ đây cũng ngần ngại khi xuống tiền. Khi cầu mua bất động sản giảm sút và nhiều đơn vị phát triển cũng vì thế mà hoãn thi công dự án. Một số nhà kinh tế và nhà phát triển bất động sản dự đoán hoạt động xây dựng sẽ giảm hơn nữa nếu lãi suất vẫn ở mức cao. Fed đã giữ nguyên lãi suất trong tháng 6. Tuy nhiên, cơ quan này dự kiến có thêm 2 lần nữa tăng trong năm nay. ECB tuần trước cũng đã tăng lãi suất và có thể sẽ tiếp tục tăng trong các cuộc họp tới.